Nghĩa lớn trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, ngày 19 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Sài Gòn PC01 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh, tức là người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ tại quận 7, nơi ở là thành phố Thủ Đức, để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại điều 318 luật hình sự. Vì hành vi đăng video biểu diễn xe phân khối lớn lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu người theo dõi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Coi đặt ra là như vậy là gây rối trật tự công cộng ở trên mạng sao? Như thế thì hiện trường vụ án, nơi bị xem là nơi của Ngọc Trinh phạm tội, không phải là đường phố, nơi cô ấy điều khiển xe mô tô phân khối lớn thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm, mà là không gian mạng xã hội. Theo luật sư Đinh Đăng Mạnh thì rõ ràng cái việc nới rộng bành trướng khái niệm nơi công cộng bao gồm cả không gian mạng đã thể hiện cái tham vọng lẫn ý đồ không hề đơn giản của cơ quan Đinh. Họ sẽ vươn cái đôi tay trừng phạt dài hơn, sâu rộng hơn để bảo đảm trấn áp mọi tiếng nói, nhất là tiếng nói đang thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng. Vì vậy có thể nói cô Ngọc Trinh, một nhân vật đầy lý tưởng cho cái vai trò nạn nhân đầu tiên để mở màn cho cái sự bành trướng của cơ quan Đinh. Và cô trở thành là một dân quan ở một môi trường khác, không phải là dân quan cướp đất, cướp nhà, hay là dân quan của những án quan tội hình sự, vân vân. Kính thưa quý vị, sau 48 năm, Cộng sản Việt Nam đã toàn trị trên quê hương Việt Nam thân yêu, thì chúng ta mới biết cái cụm từ dân quan khi mà tà quyền Cộng sản đã đưa vào hiến pháp luật đất đai là sở hữu nhà nước mà người dân chỉ có quyền sử dụng. Cộng sản Việt Nam đã không đếm xỉa gì đến quyền thừa kế công sức ông cha hay tổ tiên nhiều đời, nhiều năm đã ra công khai khẩn truyền lại cho thế hệ con cháu. Vì vậy mà hiện nay khắp 63 tỉnh thành đều có đội ngũ dân quan. Họ từng ngủ bờ, ngủ bụi tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng nhiều năm tháng để đi biểu tình hay khiếu nại. Thưa quý vị, khi chưa có quyền lực trong tay, Cộng sản Việt Nam ra rã tuyên truyền là quyết dẹp tan bọn địa chủ bóc lột nông dân, mà cái chiến dịch đấu tố cải cách ruộng đất từ năm 1948 hay từ năm 1953 đến 1955 tùy tài liệu, thì chỉ trong cái đợt giảm tô, 7,7 triệu người dân và hàng trăm nghìn gia đình buộc phải tham gia và chịu hệ lụy. Trong cải cách ruộng đất đợt chính thức thì 4 triệu người ở 1.594 xã tính tháng 12/1955 đã chịu tác động. Trong số này, 18.738 bị quy kết là cường hào, ác bá, giả danh trung nông. Chính quyền đã tổ chức 3.312 vụ đấu tố, dẫn tới 162 vụ tử hình tại chỗ. Ngày nay đất nước đã thống nhất liền một giải. Cái danh từ địa chủ hẳn là không còn tồn tại. Nhưng vui là có cái danh từ mới, đó là tư bản đỏ bên cạnh. Và có lẽ cũng là nạn nhân của tư bản đỏ lại xuất hiện cái danh từ dân quan khắp cả 63 tỉnh thành. Về hiện trạng dân quan ngày nay, cây bút Nguyễn Gia Diệp trong cái luận bài viết đã viết, Hồ Biểu Chánh viết cuốn Ngọn Cỏ Gió Đùa năm 1956, nhưng ít ai ngờ vào những năm sau này thì đất miền Nam lại có những lê văn đó ở đâu đó trên đường đời. Bài viết có tựa đề Cho Những Ai Đã Từng Khóc Khi Coi Bộ Phim Con Trai Của Người Nông Dân Nổi Dậy. Bài viết có nội dung như sau: những năm 80 của thế kỷ 20, lúc đó tôi còn nhỏ xíu, chắc là tiểu học, khi đó trí óc còn vô cùng non nớt, tôi và những người cùng thời sanh ra thuộc thế hệ sau 1975 và vô cùng tự hào khoe là như vậy, bởi vì sanh ra trong những lúc miền Nam khó khăn nhất.
tuổi thơ của chúng tôi, đi qua những năm tháng thời bao cấp của loa tuyên truyền, của mua chui, bán lậu, bắt săn lậu và rượu lậu, của vượt biên, của súng AK, của đèn dầu, của gạo mốc, xì, hợp tác xã và chiếc xe đò cà xịt cà đội trên con lộ ổ gà, ổ voi, mênh mông nước khi mùa mưa và bụi đất đỏ mù mịt khi mùa nắng. Có những lần kể về hai chữ vượt biên, khi mà xóm làng tù mù vì đèn chai, đèn hộp dịch, rồi ráng kiếm đường, móc nối, kiếm tàu cá, vượt biển trong đêm. Ai có tiền, có của và có gan thì đi. Ai không tiền, không gan thì cứ ở lại. Có người hôm qua còn ghé nhà nói chuyện vui vẻ, giỡn hớt rùm beng, đùng một cái, sáng ra, hô, đã đi vượt biên rồi. Và nhà cửa của họ thay chỗ cái rẹt trong buổi chiều. Những năm 80 còn khá gần với cái mốc 30 tháng 4 1975, nên đạo lý, đạo đức của thời kỳ dưới Nam Cộng Hòa vẫn còn đậm đặc, khi mà người ta mồi lửa nhờ cũng cảm ơn rối rít. Vậy mà chỉ vài năm như cơn mơ, thế hệ sinh sao như tôi và các bạn thì không thuộc về hồi đó ở trong ngoặc kép trước 1975, không thuộc về thế hệ con cháu của bọn Mỹ Ngụy, nhưng mà thế hệ ông bà cha mẹ tôi thì còn gần trước 1975 lắm, tưởng mơ hôm qua. Người vượt biên thì lần hồi ra đi, có người vượt biên 2-3 lần tới tán gia bại sản, nhưng cũng tìm được đi. Khi thấy đất nước không còn phải là của mình nữa và mình không giúp được gì cho bà con mình sống quá khổ, thì cách tốt nhất là đi tìm đường ra đi. Hơn cái tật hơi dài dòng đang cái chuyện phim mà. Lúc đó đâu phải người miền Nam nào cũng biết cái tivi đen trắng. Nhiều đứa cứ tivi nghe vui lắm. Nhà có tiền mới có tivi, vì không có điện phải xài bình. Rồi có điện, nhưng mà điện bà đu, khi có khi không, một đêm cúp, rồi lại có tới 4-5 lần, điện yếu xìu. Có khi tivi bật lên không sáng đèn nổi. Coi clip của 3 ngày nay, dân miền Nam ai cũng bần thần. Vì cái cảnh tối mà dân Cuba bị cúp điện ra ngoài đường ngồi chờ, rồi có điện la làng lên vui như là vừa được giải phóng, trong hoặc kép là hình ảnh quá thiệt. Cái tình hình chập chờn tôi thua vậy, nhưng nhớ hoài cái bộ phim trên tivi Con Trai Của Người Nông Dân Nổi Dậy của Pháp, Jacques Le Cochran, là phim truyền hình dựa vào cuốn tiểu thuyết của nhà văn Eugène Leroy. Nhớ rõ ràng cái thằng nhỏ Jacques nhà nghèo, nó khổ không thể khổ hơn. Người Nam Kỳ mình ra lúc đó khổ muốn chết, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu gạo, thiếu cơm, xanh chành cái mặt, đói mờ con mắt. Vậy mà coi phim phát hiện ra dân Pháp nó còn khổ hơn mình nữa. Jacques 8 tuổi coi nông dân nghèo là mặt tít xu ở cái vùng Périgord của nước Pháp xa hồi xưa. Ông mặt tít xu là tá điền mướn đất của bá tước Năng Sắc. Người quản lý tàn ác của Năng Sắc là Laborie muốn tăng tiền mướn đất của Matissu, cho nên du quan là Matissu có một con chó săn. Trong cuộc gia chạm, Laborie đã giết chết con chó và làm bị thương bà Marie, vợ của Matissu, mẹ của Jacques. Matissu đã giết chết Laborie và bỏ trốn vào rừng. Điền chủ Năng Sắc đã cho người truy bắt và đưa Matissu vào tù và cho chết ở đó. Năng Sắc lấy đất lại và mạnh tay đuổi gia đình Jacques đi khi mà lấy tất cả đồ đạc của họ. Trời mùa đông nước Pháp, mưa rét lạnh lẽo, bà mẹ Marie bị viêm phổi và bị đói vì quá kiệt sức, đã chết ở trong đói khát và tàn tạ. Một cái quan tài đóng vội vàng bằng những cành cây nhỏ không đủ che kín người quá cố ở trong mưa gió bão bụt lạnh rét. Nhìn cái thằng nhỏ ngây thơ, áo quần rách tươi tả, co rúm người trong lạnh buốt, tròn xoe con mắt đưa tiễn thi hài của bà mẹ xấu số trong mưa rét mùa đông, ai
cũng phải chậm đứt mắt. Như là khi coi kịch Kim Cương mà bà Kim Cương á, bị má chồng đánh vậy. Nhìn cảnh đó, ai coi phim cũng khóc. Tôi cũng khóc ngon lành. Người Việt Nam đang khổ. Coi phim khóc vì một người trên phim cũng khổ. Nước mắt chan hòa. Jacku ngoi ngóc lớn lên trong khổ sở. Nó mạnh mẽ, can trường, học tánh phản kháng. Chỉ có phản kháng mới giải phóng được thân phận của người khốn khổ. Jacku được linh mục Bonan nuôi dưỡng thành một thanh niên hùng dũng, đã biết vì tình thương, vì phản kháng mà đứng lên chống lại những bất công. Chàng trở thành thủ lãnh nông dân kháng cự lại chủ đất ác độc. TV trắng đèn, điện cúp lia chia, bình sạc thì cũng có lúc. Một bộ phim coi bị đứt khúc liên tục, kiểu như là bị chó táp. Thành ra kết phim ra sao tôi cũng không coi hết. Nhưng thương lắm. Thương lắm cái hình ảnh thằng nhỏ Jacku, khâm phục hình ảnh chàng thanh niên Jacku cầm đầu đám nông dân phản kháng độc quyền sống. Nói về nước Pháp, không chỉ có bộ phim Jacku Le Croquin của nhà văn Eugène Leroy, Les Misérables tức là những kẻ khốn cùng cũng là một tiểu thuyết của Victor Hugo, được nhân vật chánh là Jean Valjean. Hồ Bảo Chánh đã phóng tác Les Misérables thành phiên bản Việt là Ngọn cỏ gió đùa. Số phận con người như ngọn cỏ đông đưa trước gió. Nhân vật chánh là anh Lê Văn Đó, một nông dân khốn cùng tận số, thất nghiệp, nhà nghèo, giúp 7 đứa cháu thơ dại cùng với bà chị dâu, với bà mẹ già đang đói. Anh đành phải đi ăn cắp. Ăn cắp cái gì cao sang? Ăn cắp cái trả cháo heo của bá hộ cao, chủ điền ở trong làng. Liền đó bị đánh đòn 100 trượng, nát thịt văng máu. Chừng mở trói ra thì Lê Văn Đó mò mà đi, chứ đứng không nổi. Ác biệt là lúc bị bắt, bị đánh, bị đập. Nhưng Lê Văn Đó không biết đau, chỉ tiếc cái trả cháo heo đã đổ hết xuống đất. Tên đó đứng ngó mấy người rượt bắt mình và hỏi tỉnh táo rằng: làm giống gì dữ vậy, đổ cháo hết uổng không? Kết cục thì đó bị đồ 5 năm vì cái tội cướp của và hành hung, rồi vượt ngục, án chồng án, tổng cộng là 20 năm tù đày. Ngày ra tù đó là năm 1828. Liên đó lần mò từ Gia Định là nó ở tù về lại Gò Công. Lúc đó đường xá không có nên đi cực khổ không biết chuyện nào, băng rừng, lội sông, qua rạch. Tới Trường Bình, Liên đó lọt vào ngôi chùa cổ tên là Chánh Tâm Tự. Trong cảnh đói khát nhiều ngày, Liên đó đã hét lên với tư thế của kẻ cùng đường: tao đây, tao đây là Lê Văn Đó ở Dòng Tre. Người ta nói tao ăn trộm nên đày tao 20 năm. Nay tao mãn tù về xứ, 3 ngày rày tao không có cơm ăn. Tới đâu sinh hoạt cũng đuổi không cho ăn, nên tao đói bụng luôn lắm. Mày chịu cho tao một vài chén cơm ăn đỡ đói hay không thì mày nói phút đi, tao không thèm nài nỉ nữa đâu. Hét xong thì lăn ra xỉu vì kiệt sức. Sư trụ trì là một quan án sát hồi hưu, nhìn thảm cảnh đã thấu hiểu mọi sự. Sư đã cho đó ăn uống quần áo, rồi cố tình để hớ ra cái bộ chén với cái bình ngọc lựu quý của mình và để đó cho đó chôn. Ai dè Lê Văn Đó bị lính bắt. Ông sư già lụm cụm nói với lý trưởng: người này không phải là người gian, đồ này là đồ của bần đạo cho, chứ không phải là đồ ăn trộm đâu. Làng sớm bắt dắt trở lại đây thất công, thiệt tội nghiệp quá. Rồi móc túi cho đó thêm 5 nén bạc, còn biên một lá thơ cho một người quen tên là Lý Kỳ Phùng ở Cần Đước, giới thiệu cho đêm đó có việc làm. Rốt cuộc đó được tự do về quê. Cả nhà đêm đó đã chết rũ xương từ lâu, không còn thân thích. Khi đi thì đó 20 tuổi xanh, lúc về 40 trung niên tóc bạc. Cuối cùng Liên đó đến Cần Đước lập nghiệp. Lý Kỳ Phùng đã chết, Liên đó gặp bà già là bà Hai, đã 70 tuổi, không chồng con, sống một mình. Bà Hai thương đó cho ở đậu. Liên đó tự xưng là Trần Chánh Tâm, gốc ở Rạch Kiến. Dân Cần Đước có hỏi thì bà Hai nói rằng: nó là cháu của tôi đó.
Nó tên là Trần Chánh Tâm, gốc ở trên Rạch Kiến. Quá trình khai khẩn, mua ruộng và làm giàu của Trần Chánh Tâm ở Cần Đức đã tạo ra một nhà giàu tên là Bá Hộ Chánh Tâm, nổi tiếng làm từ thiện trong vùng và cả tới gia đình. Lê Văn đó, Bá Hộ Chánh Tâm đã giúp lúa gạo, nuôi lính Du Minh Mạng phá thành gia đình trong vụ loạn Lê Văn Khôi. Sau khi dẹp xong thì Chánh Tâm được vua Minh Mệnh ban cái chức Thiên Hộ. Thưa quý vị, trong cuốn Ngọn Cỏ Gió Đùa, ta sẽ thấy nhiều địa danh rất gần như Dòng Tre, Tân Hòa, Gia Định, Cần Đức, Trường Bình, Dũng Gù, Bình Cách, Nhật Tảo, Bến Tranh, Định Tường, vân vân. Cuốn tiểu thuyết là một quá trình tâm lý của một người nghèo, có đoạn sau dính nhiều nhân vật, và lúc đó Lê Văn đó đóng vai thứ, nhưng tôi vẫn thích ông đó ở những chương đầu Lê Văn đó và Nồi Cám Heo. Hồ Nguyễn Chánh viết cuốn Ngọn Cỏ Gió Đùa năm 1926. Nhưng ít ai ngờ vào những năm sau này thì đất miền Nam lại có những Lê Văn đó ở đâu đó trên đường đời. Người nghèo thì mênh mông, bất tận. Thôi thì thôi, dòng đời luôn có khúc. Khi gặp gình, khi bình lặng, lúc gian truân. Viết dài quá rồi. Thôi, stop. Nguyễn Gia Diệu, thưa quý vị.